Khi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, thí sinh có thể đổi địa điểm nếu không thể dự thi tại thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh không thể về dự thi đợt 1 có thể đăng ký nguyện vọng chuyển đến dự thi tốt nghiệp tại nơi thí sinh đang ở hiện tại. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 7 đã có thông báo khẩn về việc thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Thành phố Hồ Chí Minh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào đợt 1 vào ngày 7 và 8 tháng 7 có thể đăng ký thay đổi địa điểm thi. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thực hiện việc chuyển đến dự thi ở Hội đồng thi khác cho thí sinh thi tại Hội đồng thi Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thí sinh đã đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không thể về dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7, nguyện vọng chuyển đến dự thi ở Hội đồng thi nơi thí sinh đang sinh sống hiện tại. Cách thức thực hiện như sau: Bước 1, phụ huynh thí sinh làm đơn và liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh dự kiến đăng ký thi để nhận được sự đồng ý tiếp nhận Nội dung đơn cần có thông tin tối thiểu như sau. Họ tên phụ huynh, thí sinh, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, điểm đăng ký dự thi và hội đồng đăng ký dự thi tại thành phố Hồ Chí Minh Số báo danh, điểm thi, điện thoại, liên lạc, email, nơi đang ở hiện nay, hội đồng thi thành phố tỉnh đăng ký chuyển đến, lý do chuyển hoặc là theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến xin thi. Bước 2. Gửi file PDF hoặc hình ảnh đơn đã được phê duyệt đồng ý tiếp nhận qua mail phòng kt KG, chấm, sở tp hồ chí minh a edu vn thời gian thực hiện trước 14 giờ ngày 5 tháng 7 bước 3 sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh chuyển dữ liệu của thí sinh về hội đồng thi tiếp nhận bước 4 thông tin cho phụ huynh thí sinh các trường hợp được phê duyệt trước 11 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2021 để thí sinh chủ động liên hệ tham gia thi nếu không được thống nhất về việc di chuyển đến hội đồng thi mà thí sinh đăng ký, thí sinh vẫn có thể đăng ký thi đợt 2 tại hội đồng thi thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, hiện thành phố có khoảng 4.700 thí sinh đang ở các tỉnh rất khó về thành phố Hồ Chí Minh dự thi đợt 1. Hà Nội diễn tập tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tất cả điểm thi. Ngày 4 tháng 7, toàn bộ 188 điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt diễn tập phòng chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh khi đến điểm thi sẽ được đo thân nhiệt, phân luồng, yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Các cán bộ coi thi cũng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch và được tập huấn kỹ về cách xử lý với các sự cố bất thường như thí sinh có thân nhiệt cao, thí sinh bị sốt trong phòng thi. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã yêu cầu ban chỉ đạo thi tại các địa phương phải tổ chức họp với tất cả các trường điểm thi để thống nhất phương án tổ chức diễn tập phòng chống dịch và xử lý tình huống. Triển khai diễn tập đại trà về phòng chống dịch Covid-19 ở 188 điểm thi vào ngày 4 tháng 7. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, năm nay thành phố có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22.063 thí sinh so với năm 2020. Toàn thành phố có 4.235 phòng thi chính thức và 376 phòng thi dự phòng tại 188 điểm thi trên địa bàn 30 quận huyện thị xã. Để chuẩn bị cho kỳ thi, sở đã điều động 15.665 cán bộ tham gia công tác coi thi, 778 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi. 532 giáo viên tham gia chấm bài thi tự luận, 53 giáo viên tham gia chấm bài thi trắc nghiệm, 75 giáo viên tham gia làm phách, 118 cán bộ giáo viên tham gia công tác đảm bảo cho chấm thi theo quy chế thi, 530 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi và phòng chống dịch Covid-19 phục vụ cho kỳ thi thực hiện kiểm tra công tác chỉ đạo tại các ban chỉ đạo quận huyện thị xã và các điểm thi trong đó chú trọng đến đảm bảo an ninh an toàn phòng dịch phương án xử lý tình huống phát sinh trong khi thi các điều kiện trang thiết bị y tế tại điểm thi Liên sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, xây dựng kịch bản cho công tác diễn tập tại 100% các điểm thi, thực hiện phun khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, ưu tiên tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho ban in sao đề thi, cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai công tác in sao đề thi, chuẩn bị đầy đủ về kinh phí tổ chức, kiểm tra cơ sở vật chất điểm thi chuẩn bị văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ cho công tác coi thi của tất cả các điểm thi, điều động nhân sự cho công tác coi thi chấm thi. Thành phố đã hoàn thành công tác tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi cho lãnh đạo các điểm thi, cán bộ giám sát phòng thi, cán bộ thanh tra thi theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 2 tháng 7. Hoàn thành tổ chức diễn tập điểm về phòng chống dịch COVID-19 ở 30 quận huyện, thị xã để triển khai diễn tập đại trà về phòng chống dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thay đổi vị trí một điểm thi từ trường Trung học cơ sở Việt Hùng sang trường Trung học cơ sở Liên Hà. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đặt ra, đảm bảo các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đôn đốc các nhà trường cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, không thể dự thi vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 sẽ tham dự thi đợt thứ hai gửi báo cáo số lượng thí sinh dự thi đợt thi thứ hai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5 tháng 7.